Cái phần kết nối vào bên trong của cái assignment giai đoạn 2 thì các bạn sẽ làm theo cái hướng dẫn. Bữa hôm trước thầy hướng dẫn trong hai buổi tutor buổi tối đó, và thầy đã có cái video trên kênh của thầy rồi đó, thì các bạn xem cái đó và làm lại cái bài assignment. Nó có cả thêm, xóa, sửa rồi tìm kiếm rồi, đầy đủ hết tất cả các chức năng. Bây giờ thầy sẽ nhắc lại cái chỗ là mình tạo lớp, kế thừa và override cái phương thức thu nhập. Làm thế nào để mà mình viết một cách dễ nhất. Như vậy thì với mỗi class như thế này, chúng ta viết đôi khi vài chục dòng lệnh đến hàng trăm dòng. Mà nếu như các bạn nhìn vào cái code của thầy mà các bạn viết theo từng dòng, thì các bạn không học được gì hết. Cho dù code các bạn có chạy đi nữa thì nó cũng không có gì trong đầu. Được không? Mà các bạn học như thế nào? Bây giờ các bạn xác định là mình đang muốn quản lý cái gì? Thì trong đề người ta yêu cầu là quản lý nhân viên. Mình phải hỏi câu hỏi đó trước, mặc dù mình thấy trước mắt. Thấy không? Thấy, rõ ràng thấy mà. Nhưng vẫn phải hỏi. Quản lý cái gì? Từ trả lời, quản lý nhân viên. Trả lời xong rồi, vô đây. New class. Class gì? Nhân viên. Đó. Vậy là mình biết phải viết cái gì đầu tiên không? Xong rồi. Thì câu nào mình hỏi xong, mình trả lời xong là mình viết xong. Vậy tại sao phải viết class nhân viên biết không? Tại sao? Tại vì để quản lý nhân viên. Thứ hai, khi quản lý nhân viên, quản lý cái gì? Rồi, quản lý mã nhân viên, họ tên và lương. Như vậy mình xác định là mình khai báo ba cái thuộc tính, thuộc tính để quản lý. Họ tên, kỹ dữ liệu là gì? Train. Mã nhân viên, kỹ dữ liệu là gì? Lương. Rồi, như vậy có phải là mình mới hỏi chín câu hỏi không? Và bây giờ mình sẽ khai báo quản trị ba thứ. Thứ nhất là mã, có kiểu là string, mã nhân viên. Và trong này người ta ghi dấu cộng là gì? Cộng là gì? Quên rồi. Trừ là gì? Cộng là public. Vậy trừ là gì? Private. Ok. Mã nhân viên. Public string. Họ tên. Và public double. Lương. Ở trong đề người ta yêu cầu là double hoa. À, thường mình ghi double hoa. Có gì khác ta? Thường và hoa có gì khác? Thường là nguyên thủy. Hoa là lớp bao. Lớp bao có khác gì nguyên thủy? À, lớp bao. Nguyên thủy là chỉ chứa được mỗi con số. Còn lớp bao là nó thêm cả những phương thức để xử lý cái số đó. Và trong này, đối với lại một class thì chúng ta sẽ khởi tạo cho nó contractor. Bạn viết cũng được. Bạn insert code cũng được. Nhưng khi các bạn insert code thì thầy hỏi các bạn phải biết viết cái này để làm gì? Hai phương thức này viết để làm gì? Viết để khởi tạo, bởi vì nó là phương thức khởi tạo. Phương thức thứ nhất là mình không cần truyền gì hết. Phương thức thứ hai, mình truyền mã sinh viên, họ, tên và lương là mình đã tạo được một cái nhân viên và không cần phải nhập. À, có sẵn.
Được không? Như vậy mình phải biết mục đích của mình tạo ra để làm gì. Tiếp theo, mình sẽ insert code tiếp là getter và setter để thiết lập thông tin cho mã nhân viên hoặc lấy thông tin ra. Và bạn cũng nên xem lại xem là cái phương thức này viết như thế nào. Get là lấy ra. Lấy ra thì phải trả về kỹ dữ liệu. Còn set thì đưa vào. Mà đưa vào thì không cần phải trả ra cái gì cả. Miễn là có giá trị đưa vào thì thiết lập cho mã nhân viên. Không cần lấy ra. Như vậy ở chỗ này chúng ta có thể insert code. Được chưa? Các bạn có quyền insert code hoặc viết, nhưng các bạn phải hiểu về nó, chứ không phải là insert theo dạng máy móc. Cái tiếp theo mà chúng ta cần là hàm xuất và hàm nhập. Nhưng bạn nên sử dụng cho thầy insert code to string. Phương thức này rất hay. Nó sẽ giúp lấy thông tin của chúng ta và nó ghép lại thành một chuỗi. Lấy thông tin ra và ghép lại thành một chuỗi. Bây giờ bạn sẽ viết hàm xuất nè. Void xuất. Void xuất. Add out gì? To string. Hết. Như vậy mình đã xuất được thông tin của nhân viên ra rồi. Đó là xuất. Đến hàm nhập. Bây giờ hàm nhập public void nhập. Hôm trước thầy có demo cho các bạn hàm nhập này có kiểu trả về là nhân viên luôn. Bây giờ thầy viết trước là không có kiểu trả về. Và chúng ta viết có kiểu trả về luôn. Như vậy chỗ này muốn nhập thì phải dùng đến scan bằng new scanner mở ngoặc system chấm in chấm phẩy add out. Bây giờ mình nhập gì? Mã nhân viên 2 chấm this chấm mã nhân viên bằng scan chấm net line chấm phẩy. Như vậy mình đã có mã nhân viên và bây giờ mình có họ tên nhân viên this chấm họ tên. Chỗ này chúng ta có, chỗ này bỏ chữ nhân viên đi, chúng ta có lương this chấm lương. Nếu mà lương thì mình nét gì? Netable. Như vậy mình đã xong hàm nhập. Dễ không? Chỗ này chỉ có là không quen. Tại sao không quen? Tại vì sao? À, làm không nhiều. Chứ ngày cứ mỗi ngày gõ cho thầy 5 lần đi. Là hôm trước đến hôm nay là cũng được chục ngày rồi, gõ cũng được 50 lần rồi. Làm gì đâu mà không quen. Có vậy thôi, y chang vậy đó mà. Nhập từ hôm trước đến giờ có nhập y chang có chừng đó lệnh nè. Có nào mới đâu. Như vậy các bạn tự hỏi mình có bao nhiêu phút để học Java 1 hết. Cứ ngày nào cũng đọc câu thần chú đó cho thầy. Ha. Đến ngày nào, dạ thưa thầy, em không nhớ bao nhiêu phút là ngon ạ. À? Nhiều quá, không đếm nổi.
Hôm nay mặc áo tím mộng mơ rồi nữa, áo hồng thơ gì nữa. Nó màu gì? Tím thì mộng mơ, còn hường thì sao? Ngon. Ngon. Rồi chúng ta sẽ demo cái chỗ là demo ASM. Thầy không có làm phần menu nha. Thầy chỉ làm sử dụng đến class này và thầy sẽ minh họa cho các bạn ở cái chỗ là kế thừa thôi. Còn menu thì các bạn tự ghép qua bên kia chứ không có sử dụng ở đây. Ở đây chúng ta sẽ có nhân viên NV bằng new nhân viên, và cái new nhân viên này chúng ta sẽ có hai dạng. Nhân viên 2 bằng new nhân viên, ở đây chúng ta sẽ có mã nhân viên. Ví dụ nhân viên 01 họ tên Nguyễn Thị Hoa, lương ví dụ 1234 chấm 0, và chúng ta đã có nhân viên đầu tiên. Bây giờ nhân viên 1 và nhân viên 2. Nhân viên 1 thầy chấm xuất được không? Nhân viên 2 chấm xuất được không? Rồi chạy thử ra cái gì? Nhân viên 1 có gì? Nên không có gì hết. Nhân viên 1 chúng ta mới khởi tạo thôi, chưa có gán gì hết, cho nên không có giá trị, được không? Nhân viên 1 không có giá trị ở đây, không có một giá trị nào hết. Mã nhân viên cũng không, họ tên không, lương không. Còn muốn nhân viên 1 mà có thì chúng ta phải làm gì? Nhân viên 1 chấm nhập. Và lúc này chúng ta sẽ chạy lại chương trình và nhập mã nhân viên. Ví dụ chúng ta nhập nhân viên 02 tên Lê B, lương 9876. Ok. Nhân viên 2 họ tên lương. Kịp chỗ này không? Lại yêu cầu tiếp thị gạch lên đây. Tiếp thị chỉ có doanh số và huê hồng. À, bên này chúng ta thêm cái get thu nhập, get thuế và xuất thông tin. Xuất thông tin là chúng ta cái hàm xuất rồi đó. Get thu nhập, get thuế. Vậy tí nữa cái xuất thông tin của chúng ta là thiếu hai cái phương thức này rồi. Chúng ta phải viết lại chỗ này tí. Get thu nhập và get thuế. Như vậy thu nhập của nhân viên sẽ gồm những gì? À, thu nhập của nhân viên chỉ có lương. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ public get thu nhập, get tức là lấy về, lấy tức là có trả, get thu nhập của nhân viên. Get thu nhập của nhân viên thì nhân viên chỉ có mỗi lương thôi, thì chúng ta sẽ return về lương. Nhân viên chỉ có mỗi lương, không có gì khác. Cái thứ hai, public thuế thì cũng trả về double get thuế thu nhập. Return về gì? This chấm gì?
thuế bằng ghét thu nhập nhân 0.1 hay. Ok. Như vậy chúng ta đã có được thông tin. Bây giờ chúng ta bỏ cái hàm toString cũ đi, chúng ta thử viết lại coi nó có bổ sung cho mình hai cái phương thức get không. Nếu không thì mình phải thêm vào. Xóa. Insert lại coi. toString. Ở đây nó chỉ chọn phương thức không à. À, nó chỉ chọn thuộc tính không à, nó chưa có chọn phương thức vô. Chưa có chọn phương thức vô. Cho nên chúng ta tí nữa chúng ta sẽ ghép thêm phương thức vào. Chứ như vậy là chưa đủ. Mã nhân viên, họ tên, lương cộng thêm gì? Thu nhập và thuế thu nhập. Mình sẽ đưa thông tin đó ra luôn. Như vậy chỗ này mình cộng thêm vào. Cộng thêm cái này vào. Ví dụ như chỗ này thầy để là thu nhập. Chỗ này là get thu nhập. Xong rồi ra đây thuế. Get thuế thu nhập. Như vậy cái thông tin của mình nó lại thêm thông tin vào. Chúng ta thử nhân viên 2. Nhân viên 2, mã Nguyễn Thị Hoa, lương, thu nhập 1234, thuế thu nhập 123.4, có thuế thu nhập. Như vậy mình đã thêm thông tin. Trong cái nhân viên mình tính thêm, mình viết thêm cái hàm get thu nhập, cái hàm get thuế và cái hàm xuất mình viết lại tí xíu. Bởi vì hàm xuất này mình muốn xuất thêm thu nhập và thuế thì mình viết thêm. Mình cộng thêm hàm. Nó có lương rồi. Bây giờ mình cộng thêm phần thu nhập và thuế vào. Kịp không?